đây hai bạn trẻ trên đường gặp, thì hai bạn trẻ cũng hâm mộ kênh Vị Ngọt Bến Tre và Nhịp Sống Sài Gòn, cho nên hai bạn cũng muốn chia sẻ đăng ký kênh của mình nè. Bây giờ rồi, một kênh là Nhịp Sống Sài Gòn. Đúng rồi, đúng rồi, Nhịp Sống Sài Gòn của anh em đây nè, mọi người thấy không? Trời ơi, dễ thương ghê không? Đăng ký rồi. Ờ, đăng ký luôn. Còn kênh nữa là đăng ký rồi, còn kênh. Rồi đăng ký rồi. Anh đúng không? À đúng rồi. Đó, Vị Ngọt Bến Tre. À. Rồi, rất mong là mình cũng là người Bến Tre ủng hộ anh em của mình nha. Rồi, cảm ơn anh bạn, chúc cho cái Tết thật là vui hạnh phúc nha. Rồi, bye bye, bye bye. Thì mình với anh Nhịp Sống Sài Gòn đang review cái khu chợ hoa này, thì gặp được hai bạn trẻ đó rất là tuyệt vời, dễ thương lắm. Mỗi kênh hai anh em mình là kênh gì để vào để đăng ký, để theo dõi. Dạ. Rất là dễ thương luôn á các bạn. Cho nên là hai anh em đã chia sẻ và hai bạn đã đăng ký ngay luôn để mà theo dõi hai hoạt động của hai anh em mình. Đó là những cái khích lệ của anh em làm nghề đó các bạn ơi. Tính ra đi làm đi tiếp cũng vui quá. Vui chứ. Rồi, let's go đi tiếp cả nhà ơi. Hello anh bạn ơi, anh bạn Vị Ngọt Bến Tre. Trở lại nữa, gặp lại nữa ha anh. Hai anh em ở đây rất rộng, rất lớn bao la đó cả nhà. Nhưng mà cứ đi quay quẩn là hai anh em gặp nhau à. Cái này là hình như là quăng gia ngõ hẹp hay sao anh? Cứ gặp anh hoài vậy là sao? Ông rất là cái duyên á. Cái duyên á hả? Mày hả? Ở khu vực thành phố Bến Tre là hiện nay thì cái công viên Đồng Khởi này là đẹp nhất. Anh là dẫn cái YouTuber giống như tụi mình đây ha. Sẽ tập trung gom về đây hết. Dạ. Anh đang lát nữa gặp Nam ha. Có thể lát nữa gặp cái anh Ngoan Giao TV nữa nghe. Còn một anh Ngoan TV. Anh đó là bên chủ đề chuyên về thiết kế những cái chiếc xe rồi những chiếc ghe, chiếc thuyền chạy bằng pin, bằng điện, bằng năng lượng mặt trời. Cả nhà ơi, chúng ta sẽ đang trên đường đi đến chợ hoa của thành phố Bến Tre nè. Ở đây là sông Bến Tre. Có một cái chiếc thuyền mà người ta thể thuê ở đây để mà du lịch trên sông nha cả nhà. Đây là thuyền của bên đoàn tourist của Bến Tre nha. Rất là bình yên cả nhà ha. Chúng ta trên đường đi tiến vào chợ hoa Bến Tre nha cả nhà ơi. Mình cũng góp phần bon chen nha cả nhà. Được, xe đông quá. Xe đông quá nhưng mà phải đi thôi. Né giùm mình ra đi đồng bào ơi. Đây. Cả nhà ơi, chúng ta đến chợ hoa xuân của Bến Tre nha. Hoa đã về rồi cả nhà ơi, nở rồi. Rồi, cả nhà ơi, chúng ta đi sâu vào trong chợ hoa hoa xuân của Bến Tre nha. Rất là đông người, rất là nhộn nhịp cả nhà. Hàng ngàn người kéo về đây vào dịp Tết, dịp cuối năm. Đây là bánh kẹo chỉ cả nhà. Để kiểm tra hồng đặc biệt thơm ngon đây. Đây gian hàng lũ tầm xuân đây cả nhà ơi. Tầm xuân đây. Đây cả nhà ơi, trăm hoa đang nở. 15.000 mà 3 cây 20.000 luôn nè mấy chị. Bước vô quẹo lựa luôn mấy chị ơi, đứng luôn. 2 cây 15.000 mà 3 cây 20.000 luôn nè mấy chị. Bước vô quẹo lựa luôn mấy chị ơi. Đây 10.000 cây luôn. 2 cây 15.000 mà 3 cây 20.000. Chúng ta đang xem nghệ nhân nè. Chế tác này là cả nhà. Lựa 5 lựa gì luôn, 3 cây 20.000, 3 cây 20.000 luôn. Lựa gì luôn, 3 cây 20.000, 3 cây 20.000 luôn. Ôi.
lại gặp anh Tân tên nhịp vị ngọt đôi môi nha. Xin lỗi, vị ngọt Bến Tre đó nha. Vị ngọt đôi môi nè. Ngày năm cũ cũng đã sắp hết thì năm mới thì chúc quý vị các bạn luôn nhiều sức khỏe và ăn khang thịnh vượng nha. Đây, Nhịp Sống Sài Gòn cũng gửi lời chúc đến quý anh chị được một năm được xuân về ấm no nha. Rồi giờ tiếp tục xem là dạo qua có nhiều hoa đẹp nữa không? Chắc là nãy giờ cũng nhiều đẹp đó ha. Quá lắm rồi, muốn mua nhiều lắm anh ơi, xin nhiều lắm mà không có chỗ mà chở hết rồi. Thì ngày Tết nha, rất là tuyệt đẹp luôn đó. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là hết năm cũ rồi. Dạ. Rồi thôi mình đi tiếp Nam ơi. Đi tiếp thôi anh Tân ơi, tiếp tục đi cho cả nhà xem nè. Rồi đi thôi. Ơi cái khu này nó rất là rộng nha cả nhà ơi. Mình đi nãy giờ là hơn cây số rồi. Chưa hết con đường này. Chúng ta đi qua hàng bán mai. Năm nay mai cũng rất là đẹp nha cả nhà. Rất đẹp, mai này trúng. Có hai cái lồng chim cu rất là ấn tượng nha. Rất ấn tượng nha. Đẹp quá rồi, cảm ơn mấy anh ở đây nuôi chim trong cái lượt cái chuồng này luôn cả nhà ơi. Đó, sáng tạo lắm cả nhà không. Đây một ý tưởng rất là sáng tạo của người dân Bến Tre nè. Ngoài việc làm kiển là từ những cái mai nha, chúng ta có thể làm những cái chìm chuồng của những chú chim như thế này, hoặc là chúng ta có thể nuôi con gì đó mà chúng ta yêu thích ở đây ha. Công nhận là rất là sáng tạo, cực kỳ tốt nha. Ý tưởng của anh hay quá, mình nghĩ là anh nên phát triển cái mô hình này ra nè. Dạ cảm ơn, vì em mới làm bán cầm này cũng nhiều lắm anh. Vậy hả? Một bình bông anh. Dạ. Một bình bông làm cái này nó chai vào con chim mình luôn. Mà thứ hai nữa là ít bữa là em chạy làm những cái cặp, nhưng vẫn có những cặp chim khác nữa. Cái này là chim bồ câu. Còn em nhiều cái cặp lục bình như hồ lô, rồi nhiều cặp lục bình độc lạ lắm. Dạ, rồi ok anh, rồi cảm ơn anh chia sẻ. Chúc anh mua may bán đất, năm mới được nhiều sức khỏe nha. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, ok ok. Cần dùng bỏ bao cái này ngồi uống trà. Em làm những cái lọc lọc là như chữ này em đang á. Dạ, rồi nó nhiều cái tác phẩm thấy hay hay lắm. Dạ. Rồi hồ lô, rồi nhiều kiểu lắm. Dạ.
cả nhà có thử sức mạnh của mình với cái kem khói này chưa cả nhà? Nếu mà chưa đủ mạnh thì đừng dùng đó nha. Nhiều khi là môi ở lại mà răng đi á, khó lắm. Đây kem khói là sao cô? Nó có độ giòn lên á, mình ăn mình có cái vị khói ra vậy đó. Vậy hả? Dạ. Wow. Quý vị ơi, chị là nào đó là nhìn thấy quá ngon luôn rồi. À dạ. À, bây giờ đang có chợ qua. Em đi cơm ơi. À, ai ăn ghé ăn nha. Hàng YouTube đều đứng ở đây. Dạ. Kem đi anh chị ơi, kem đi bạn nhỏ ơi. Kem bạn nhỏ ơi. Đây là cả nhà ơi, với chúng ta là đây là những cây dừa bonsai nha. Ừ. Những cái trái dừa người ta tạo dáng và có những cái kiểu dáng cũng rất là ấn tượng cả nhà. Có những nơi thì có những cái bình người ta có thể dùng để nuôi cá trong đây luôn. Ừ. Đó là dừa bonsai nha cả nhà. Ừ. Những quả dừa mà nó mọc lên rồi nó tự nằm đâu đó cả nhà. Và đây người ta tạo dáng nó rất là đẹp ha. Bonsai. Nhà ơi. Tắt nước quá. Dùng nước thôi. Rồi, hai anh em cứ rình mò nhau như thế này hoài. Rình mò nhau hoài à. Né không có khỏi anh à. Không có né khỏi được cuộc tình này à. Ừ, chợ hoa xuân năm nay cũng khá phong phú cả nhà ơi. Đó. Anh này anh chọn được một cái chậu hoa rất là đẹp. Cái này là cái gì, da reo, cúc cho reo à? Không thay gì để tao cột luôn sao đi. Đẹp quá. Cái này là vạn thọ, da beo hoặc là phúc độc thọ gì đó cả nhà ơi. Đẹp lắm. Đây là một cái giống mới nha. Đây là sống đời nha cả nhà. Đây là một cái giống dừa mới nè cả nhà ơi. Có cái tên là dừa Hồng Sơn, 20 ngàn một trái. Còn mình không biết cái dừa này là dừa Hồng Sơn là dừa gì nữa, trái bé bé. Có lẽ là dừa này hình như là mình ăn luộc luôn cái phần này nè cả nhà. À, nó rất là ngọt luôn, nó giống như kiểu mình ăn mía vậy đó. Gặp mà hỏi rồi, gặp Đồng Hương hả? Đồng Hương. Đồng Hương luôn. Ha. À. Hello bé. Ừ. Bé là người Bến Tre hả? Ồ. Hôm nay ra phụ người nhà muốn máy ở đây hả? Ừ. Anh bên kênh Nhịp Sống Sài Gòn. Cho phép anh ghi hình em đăng lên được không? Được luôn đúng không? Rồi, người dân Bến Tre dễ thương thiệt. À, em lên đăng ký kênh Nhịp Sống Sài Gòn là thấy hình ảnh của mình hôm nay nha. Đây, chị bán bánh tráng của Đà Lạt hả chị? Về, mình đi Đà Lạt về đây. Ồ, bé gái xinh quá. Còn hiểu về chưa? Hiểu chưa anh? Làm cho hai cái, bé mình thích ăn cái món này lắm. Bé này chắc cũng bằng bé nhà này quá. Bé mình nay 16 tuổi. Mới 15 à. Hả? Đang học lớp 10, 11. Vậy. À, hôm nay được gặp Đồng Hương nên là ghé ủng hộ luôn. Chị đang bán cái sản phẩm là Đà Lạt, bánh tráng nướng Đà Lạt. Đà Lạt Bánh Hào á. Còn
tuyệt vời, đủ chưa ha? Hết bao nhiêu tiền người đẹp ơi? 20 nha, rồi 20 ngàn chờ mình lấy tiền. Bán bánh gì đâu, mình phải tư vấn cho cái anh YouTube mà Vị Ngọt Bến Tre này bán được hai cái bánh mà nãy giờ gãy lưỡi luôn cả nhà ơi. Ảnh vậy nó mềm. Mềm cái gì? Đó, gặp người nhà mà mình phải tư vấn quá trời ảnh mới mua được hai cái. Cả ngày nay có bán được cái gì đâu. Nó mềm anh bỏ vô cái microwave quay lại nha. Hướng dẫn luôn, chia sẻ luôn. Đó. Rồi chúc anh chị mua bán đất nha. Rồi thôi hẹn anh chị dịp sau nha. Nhân tiện đây thì Nam cũng chia sẻ với cả nhà luôn. Đây là cái nhà hàng nổi Bến Tre nha cả nhà. Ở đây. Đâu có đậu xe được. Xe đâu ở đây của cái công ty nó có rất là nhiều cái ẩm thực này cả nhà, khám phá ẩm thực xứ dừa. Dừa béo dần. Hấp dẫn vậy. Đây là hàng nổi Bến Tre nha cả nhà. Nhà hàng này nằm trên một chiếc thuyền rất là lớn. Có khuôn viên rất là đẹp. Và nó sẽ có thể di chuyển trên sông cho chúng ta thưởng ngoạn cái cảnh sông nước của Bến Tre. Điện thoại nha cả nhà. Tuổi tơ ai cũng có được những cái món như thế này. Rồi chúng ta sẽ rời cái chợ Hoa Xuân Bến Tre nha cả nhà. Sau một vòng đi khá mỏi chân thì chúng ta bây giờ sẽ rời Hoa Xuân đi qua những cái khu vực khác hơn. Cảm ơn cả nhà quan tâm theo dõi hết clip Nhịp Sống Sài Gòn nha. Cả nhà cũng đừng quên like, share, subscribe kênh của Nam. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye.